Xin chào, hôm nay mình làm video nói về bệnh tai xanh trên heo. Bệnh tai xanh là gì? Bệnh tai xanh có chữa được hay không? Phân biệt bệnh tai xanh và một số bệnh khác, mình sẽ nói rõ trong video hôm nay bà con chăn nuôi theo dõi hết video của mình nha. Bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp BRRS hay còn gọi là bệnh tai xanh là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Bệnh lý chỉ tập trung trên hai cơ quan chính đó là cơ quan sinh sản gây rối loạn sinh sản, cơ quan hô hấp gây viêm phổi. Như vậy nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng để phân biệt bệnh tai xanh với các bệnh khác thì bà con cần lưu ý đến ba đặc điểm sau đây để có hướng đoán bệnh. Một, ảnh hưởng đến sự sinh sản, trên heo nái, bệnh tai xanh gây chết thai, cô thai, sảy thai ở nhiều giai đoạn mang thai khác nhau. Heo nái đẻ sớm trước 110 ngày, lúc sanh ra heo còn yếu, chết nhiều sau khi sinh nái sau khi sanh thường mất sữa và viêm vú chậm động dục trở lại. Trong quá trình chăn nuôi heo nái đẻ, nếu những triệu chứng trên xảy ra một cách đột ngột và phổ biến thì đây là những chỉ dẫn cho chúng ta nghi ngờ bệnh tai xanh đã hiện diện ở trong trai chăn nuôi của mình. Ở đây chúng ta cần phân biệt với những bệnh khác cũng gây rối loạn sinh sản cho heo nái như khô thai, thai gỗ, sảy thai, chẳng hạn như bệnh giá dài, Aujolsiwise, bệnh do leptospirosis, bệnh dịch tả heo, bệnh do bao virus VV trường hợp này chúng ta phải dựa vào những đặc điểm riêng biệt của từng bệnh để phân biệt với bệnh tai xanh. Ví dụ, đối với bệnh giá dài, heo nái bị bệnh giá dài cũng có những biểu hiện như khô thai, chết thai, heo con chết lúc sinh. Nhưng ở bệnh giá dài thì heo nái có biểu hiện đặc biệt là thường ủi hoặc chà mỏm xuống nền chuồng, động kinh, rung cơ. Heo bị bệnh tai xanh không có các biểu hiện này. Bệnh do leptospirosis gây sảy thai cho heo nái, heo con chết lúc mới sinh. Trên heo con mới sinh và heo nái có biểu hiện đặc trưng là vàng da. Nếu mặt nhợt nhạt, hao bị bệnh tai xanh không có biểu hiện này. Bệnh dịch tả heo. Heo bị bệnh dịch tả thường bị viêm kết mặt mắt, chảy nhiều gèn hai chân sau đi siêu vẹo. Đây là biểu hiện đặc trưng của bệnh dịch tả heo. Hai, biểu hiện ngoài da. Để phân biệt về biểu hiện ngoài da giữa heo bị bệnh tai xanh và bệnh dịch tả với giả định những heo này chỉ bị từng bệnh riêng lẻ, không có trường hợp bị bệnh ghép, thì hao bị bệnh tai xanh thường có biểu hiện tím tái ở tai, mũi, chóp đuôi, chân và có những vết rộp da trên cơ thể. Đây là bệnh tích khá đặc trưng của bệnh tai xanh trong khi đó ở bệnh dịch tả heo thì trên tay và cơ thể có những nốt xuất huyết lắm tắm đều khắp. 3. Ảnh hưởng trên cơ quan hô hấp. Ngoài những triệu chứng vừa nêu trên, heo bị bệnh tai xanh thường kèm theo biểu hiện thở khó, ho nhiều. Với những heo có bệnh kèm trên đường hô hấp thì heo bị viêm phổi nặng thêm. Cũng giống với một số bệnh khác, heo bị bệnh tai xanh cũng gây sốt, giảm ăn hoặc bỏ ăn, nhưng đây là biểu hiện chung cho rất nhiều bệnh nên không thể dựa vào đặc tính này để phân biệt với các bệnh khác được. Bệnh tai xanh có điều trị được không? Bệnh tai xanh do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Nhưng nếu đàn lợn có sức đề kháng tốt và không bị bội nhiễm các bệnh khác, thì lợn có thể tự khỏi bệnh, tổn thất không đáng kể. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn lợn mắc bệnh tai xanh đều bội nhiễm các bệnh khác làm cho bệnh nặng hơn, tỷ lệ chết cao hơn. Khi bệnh tai xanh xuất hiện, cần xử lý ngay. Tiêm ngay vắc xin tai xanh ZIIT-A1R của Đại hòa Nông, do công ty VNAVET phân phối cho toàn đàn lợn. Phun thuốc sát trùng VNADEM vào chuồng nuôi và khu vực xung quanh, 20-25 ml thuốc trên 10 lít nước. Áp dụng phát đồ hỗ trợ điều trị sau với liệu trình 3-5 ngày. Tiêm bắp Kft Over 1ml 17kgb để phòng các bệnh bội nhiễm đường hô hấp. Anegin à C 1ml 10kgb giúp hạ sốt, tăng cường sức đề kháng. Vinaflo 4%, 2g 1kg thức ăn. Điện giải B complex 100g trên 250kgb. Trường hợp nái bị sảy thai, tiêm oxytocin 2, 4ml trên con giúp đẩy nhau thai ra sớm và các chất bẩn ở tử cung ra ngoài. Ngoài ra, cần tăng cường chăm sóc, quản lý, nuôi dưỡng giúp lợn nhanh chóng khỏi bệnh video mình đến đây là kết thúc hàng ngày hàng tuần mình sẽ ra những video về kiến thức chăn nuôi bà con có yêu quý kênh đăng ký kênh theo dõi nhớ nhấn chuông nhận tất cả các thông báo để cập nhật những video mới nhất của mình xin cảm ơn